Chào mọi người, quay lại với bài tiếp theo ha. Bài này sẽ giúp mọi người lên sẵn 18 hashtag cho sản phẩm. Nó sẽ đi kèm với cái bài trước, đó là bài viết sẵn mô tả ha. Mình sẽ tách ra cho mọi người dễ theo dõi hơn. Hashtag là gì? Hashtag là những sản phẩm, những cái từ khóa mà có dấu thăng lần trước nè. Thì Shopee sẽ cho phép mình lên tối đa là 18 hashtag ở trong cái phần mô tả. Và hashtag này sẽ nó hỗ trợ rất là mạnh cho việc SEO sản phẩm của mình lên trên top ha. Ví dụ đây, sản phẩm này nó có hashtag 1, 2, 4 cái. Thì Shopee cho phép mình 18 hashtag nên mình có thể tận dụng hết tối đa 18 cái thì càng tốt. Thì có 3 cách để mọi người lên hashtag của sản phẩm. Đầu tiên là sử dụng công cụ Keyword Tool. Mọi người có thể sử dụng bản trả phí hoặc miễn phí cũng được. Mình sử dụng bản bạn trả phí. Ở đây mọi người sẽ tìm mình từ khóa là bình đựng nước. Ở đây mọi người nên sửa lại Google và tìm Lâm Đồng nha, thì chuẩn hơn. Ok, và đây là những cái từ rất là tìm kiếm rất là nhiều nè. Mọi người sắp xếp thêm những cái từ khóa rất là tìm kiếm nhiều này vào trong phần hashtag của mình ha. Bình đựng nước thủy tinh, nước bình đựng nước này. Đây là cấu trúc viết hashtag ha. Bình đựng nước. Thì dựa vào cái công cụ này mọi người có thể lên được cái 18 hashtag cho mình ha. Ngoài ra mọi người có thể dùng một cái công cụ là own hashtag, đó là website. Vừa ở đây nè. Own gạch ngang hashtag.com và nhập cái từ khóa mọi người đưa vào. Ví dụ mình tìm có bình giữ nhiệt nè, bấm tìm này, nó sẽ tìm ra cho mình. Mọi người bấm vào phần random ha. Sẽ tìm ra 18 hashtag, nhưng mà cái trang này nó sẽ không chuẩn lắm với thị trường Việt Nam nha, nhưng mà sẽ có những cái từ mình tham khảo được. Ví dụ như bình giữ nhiệt, bình nước giữ nhiệt này, mình có thể lấy bình nước đẹp và ly giữ nhiệt Starbucks này. Và cái cách thứ ba đó là đơn giản nhất là Google. Mọi người lên Google thì bình giữ nhiệt này, bình nước giữ nhiệt chẳng hạn, và kéo xuống dưới cùng nó sẽ có những gợi ý những cái từ khóa này, và mọi người thêm vào phần hashtag cho mình ha. Bình giữ nhiệt điện máy xanh, bình giữ nhiệt lốc cây lốc, và sẵn sàng 18 hashtag cho sản phẩm của mình và lưu lại. Mỗi lần đăng sản phẩm lên thì chỉ cần copy và dán vào thôi. Ok, đó là cái cách tìm sẵn 18 hashtag cho sản phẩm.